Deadbus khui vụ YG chèn ép Nayeon Apin, nghi ủ mưu cấm nữ idol quảng bá album 10 năm cùng nhóm. Câu hỏi YG có chèn ép Nayeon Apin hay không? Hiện đang là chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn ở Hàn Quốc. Sự việc nữ thần Nayeon không tham gia quảng bá nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt cùng Apin đang gây tranh cãi không nhỏ trong cộng đồng fan. Cụ thể, thời gian gần đây, các fan đang rất háo hức đón chờ màn comeback kỷ niệm 10 năm của Apin. Tuy nhiên, một tin không vui bất ngờ ập đến khi công ty quản lý hiện tại của Nayeon, YG Entertainment thông báo cô sẽ vắng mặt khỏi các hoạt động quảng bá của nhóm. Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trái chiều trong cộng đồng fan Apin. Nhiều fan bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng với Nayeon. Nữ idol bị chỉ trích vì bỏ bê hoạt động nhóm để theo đuổi diễn xuất, không tôn trọng các thành viên khác, dẫn đến phá hỏng album kỷ niệm 10 năm debut của Apin. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng có thể chính YG là nguồn cơn chèn ép, không cho Nayeon quảng bá cùng Apin. Mới nhất, trang tin đình đám Deadbus đã vào cuộc bóc trần những nghi vấn gây tranh cãi nói trên và cho rằng vấn đề nằm ở chính YG. Trách nhiệm của công ty. Theo thông báo của YG, lý do Nayeon vắng mặt vì không dễ để điều chỉnh lịch trình hoạt động cho dự án tiếp theo. Tuy nhiên, chính YG mới là phía không điều chỉnh lịch trình của Nayeon sao cho phù hợp với màn comeback cùng Apin. Được biết, khi thảo luận về một dự án phim mới, công ty sẽ phải thông báo những lịch trình trước đó của nghệ sĩ cho nhà sản xuất phim biết. Rõ ràng, lịch trình comeback của Apin đã được lên lịch trước. Như vậy, YG đã đá quả bóng cho bên sản xuất phim rằng họ không xem xét lịch trình của Nayeon và điều này là không chính xác. Ngoài ra, YG được cho là thiếu tôn trọng Apin khi đơn phương thông báo Nayeon vắng mặt trong các hoạt động quảng bá của nhóm. Trong khi đáng lẽ, YG nên thảo luận phương án tốt nhất với Apin và Nayeon, chứ không phải đơn phương quyết định việc này. Ý muốn của YG. Trên thực tế, các show âm nhạc đều tạo điều kiện hết mức cho Apin. Do đại dịch, thời lượng ghi hình trước cho các show âm nhạc đã bị giảm xuống còn 3-4 tiếng một ngày. Một đại diện đài truyền hình cho hay, không có nhà đài nào từ chối màn trở lại của Apin, họ có thể làm những gì họ muốn. Quan trọng nhất do khác công ty nên cả nhóm đã chuẩn bị cho album kỷ niệm 10 năm ra mắt bằng cách cân nhắc lịch trình cá nhân của Nayeon nhiều nhất có thể. Thế nhưng cuối cùng, 5 thành viên còn lại phải chia lại, thu âm lại và thay đổi vũ đạo vì sự vắng mặt của Nayeon. Cuối năm ngoái, Nayeon từng nói trong buổi fan meeting của nhóm, tất cả chúng tôi sẽ mang đến hình ảnh tốt đẹp theo đúng vị trí của mình. Tuy nhiên, album kỷ niệm 10 năm của Apin sẽ không hoàn thiện và trở thành kỷ niệm buồn với các fan. Mặt khác, trong khi thành viên Pomi sau đó đã an ủi fan, có lẽ các bạn Panda, người hâm mộ Apin buồn lắm, chúng mình rất xin lỗi, thì Nayeon chỉ mới đưa ra thông báo chính thức qua YG Entertainment. Điều này lại càng khiến fan cảm thấy thất vọng với hành động của nữ ca sĩ cũng như YG Entertainment. 10 năm ra mắt là cột mốc có ý nghĩa lớn với Apin và fan của nhóm. Sau thời gian dài hoạt động, cái tên Apin vẫn chứng minh đẳng cấp và phong độ trên đường đua K-pop dù đã có biết bao thế hệ đàn em ra mắt. Lần comeback gần nhất của nhóm là tháng 4 năm 2020 và người hâm mộ hiện đang rất mong chờ được nhìn thấy 6 cô gái cùng đứng trên sân khấu sau thời gian tạm nghỉ. Vì vậy, sự việc đáng tiếc của Nayeon, dù trách nhiệm chính thuộc về công ty quản lý, nhưng chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ tổn thương.